Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao chúng ta có lỗ rốn ở bụng không? Chúng đóng vai trò gì trong cơ thể chúng ta? Xem hết video để biết nhé! Đừng quên ấn like và đăng ký để có thêm nhiều may mắn. Bạn biết không, với người trưởng thành, rốn không đóng một vai trò gì đặc biệt trong cơ thể. Tuy nhiên, khi chúng ta còn là một bào thai trong bụng mẹ, dây rốn được nối từ nhau thai đến bụng của thai nhi, mang theo máu giàu oxy và chất dinh dưỡng từ mẹ sang con. Sau khi sinh, dây rốn không còn chức năng và được cắt bỏ, để lại một vết sẹo nhỏ trên bụng, chính là rốn. Và bạn nên giữ vệ sinh rốn thật sạch sẽ để tránh vi khuẩn có hại.